Sau thực hiện gọi rác này thì chúng tôi sẽ chuyển cho Vinaphone khóa cái hướng gọi đi của thuê bao. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng phải gọi điện thoại hoặc nhắn tin đề nghị khách hàng xác thực. Người dùng sẽ nhận được điện thoại hoặc tin nhắn từ nhà mạng để hỏi xem cuộc gọi từ số 085XXX729 có phải làm phiền quý khách không. Nếu đúng làm phiền, ấn phím 1, không làm phiền, ấn phím 0 và gửi tin nhắn miễn phí cho nhà mạng.